Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình của dự án Sài Gòn One Tower, hay có tên gọi mới nhất là IFC One Sài Gòn, và dự án đường song hành Võ Văn Kiệt mới nhất ngày 6 tháng 4 năm 2022. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là dự án Sài Gòn One Tower. Thì sáng nay mình có chạy ngang qua dự án này và thấy dự án này đang được lắp vận thăng mới để chuẩn bị cho quá trình thi công dự án Sài Gòn One Tower. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là các công nhân đang lắp đặt vận thăng mới cho dự án Sài Gòn One Tower. Sau khi lắp đặt vận thăng xong thì dự án này sẽ được triển khai thi công tháo dỡ toàn bộ kính bên ngoài của cao ốc Sài Gòn One Tower. Trước đó thì dự án này đã được quây tôn và lắp đặt thiết bị quảng cáo, tên của công trình và tên của nhà đầu tư cũng như là nhà phát triển của dự án này. Dự án Sài Gòn One Tower thì sẽ được đổi tên là IFC One Sài Gòn, và chủ đầu tư mới của dự án này đó chính là tập đoàn Vivaland. Hiện tại thì vào sáng nay, phần vận thăng đã được các công nhân thi công lắp đặt. Dự án Sài Gòn One Tower thì được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, khi nằm trên khu đất vàng rộng hơn 6.600m2 tại giao lộ đường Tôn Đức Thắng và Hàm Nghi, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trước kia thì dự án này do liên doanh công ty cổ phần Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư, gồm các cổ đông như là công ty cổ phần MC, Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Đông Á và Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Sau khi dự án này được thi công vào năm 2007 và tới năm 2011 thì đã phải tạm dừng thi công tới nay. Hơn 13 năm dự án này đã bị bỏ hoang và làm xấu đi bộ mặt của trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì vào cuối năm 2021, bất ngờ dự án này đã được hồi sinh với chủ đầu tư mới là tập đoàn Vivaland. Bước sang đầu năm 2022 thì dự án này có những chuyển biến tích cực khi bên trong của dự án đã được chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị thi công. Phần vận thăng cũ của dự án này cũng đã được tháo dỡ từ cuối năm 2021. Thời gian sắp tới thì dự án này sẽ được hồi sinh và sẽ được làm lễ động thổ khởi công xây dựng lại dự án, tháo dỡ toàn bộ kính xung quanh của dự án và lắp đặt hệ thống kính mới cho tòa tháp này. Khi dự án này được hồi sinh thì chắc chắn là trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi rất nhiều. Ở nội dung tiếp theo của video thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án đường song hành Võ Văn Kiệt cho tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi ở video ngày hôm nay. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là đường song hành Võ Văn Kiệt. Dự kiến thì đường song hành Võ Văn Kiệt sẽ hoàn thành vào giữa tháng 4 năm 2022. Hiện tại thì theo như ghi nhận trên công trường thì ngày hôm nay dự án này đã được trải thảm nhựa lớp đầu tiên. Trên công trường thì nhiều công nhân vẫn đang miệt mài làm việc để tranh thủ cho công trình hoàn thành đúng với tiến độ. Tuyến đường song hành Võ Văn Kiệt thì có chiều dài là 615m, rộng 7m và nằm cặp bên đại lộ Võ Văn Kiệt, dọc theo bờ kênh Tàu Hủ và về phía cầu Ca Mét. Trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể thấy phần đường song hành Võ Văn Kiệt này thì đã được trải thảm nhựa lớp đầu tiên. Hiện tại thì phía đầu giao lộ đường Võ Văn Kiệt và đường Nguyễn Thái Học thì các công nhân đang tháo dỡ rào chắn để thi công tuyến đường này. Như vậy thì chỉ còn vài ngày nữa thì tuyến đường này sẽ được lưu thông. Các phương tiện mà muốn lưu thông qua trung tâm quận 1 sẽ đi theo tuyến đường song hành Võ Văn Kiệt này để vào đường Pasteur và cũng như là kết nối với đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì dự án này cũng sẽ giải quyết tình trạng ách tắc, mất an toàn giao thông tại giao lộ Võ Văn Kiệt và đường Ký Con. Quan trọng hơn hết thì tuyến đường này còn là sự đồng bộ trong hệ thống giao thông tại khu vực này. Được biết thì tổng kinh phí đầu tư để xây dựng dự án đường song hành Võ Văn Kiệt là trên 50 tỷ đồng. Công trình này thì được khởi công vào ngày 21 tháng 5 năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành trong 240 ngày, tức là vào tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh vừa qua nên tiến độ đã phải kéo dài thêm 83 ngày. Nên dự kiến là vào ngày 10 tháng 4 này thì dự án đường song hành Võ Văn Kiệt sẽ hoàn thành và đưa vào thông xe. Hiện tại thì hôm nay đã là mùng 6,
và chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tuyến đường này sẽ hoàn thành và đưa vào thông xe. Ngoài ra thì dự án này cũng bị chậm tiến độ do một phần khó khăn của dự án là do thủy triều nên dự án cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại thì trên công trường dự án đường song hành Võ Văn Kiệt thì đang được lắp đặt vỉa hè và lắp đặt hệ thống lan can cũ. Hệ thống lan can cũ thì trước kia tháo dỡ ra và nay đã được lắp đặt lại. Thiếu đoạn nào thì sẽ được bổ sung đoạn đó. Ngoài ra thì các công nhân cũng đang cố gắng thi công bó vỉa hè cũng như là các hạng mục phụ trợ khác như là hệ thống đèn chiếu sáng, bồn trồng cây xanh. Hy vọng thì sau khi hoàn thành và tuyến đường song hành Võ Văn Kiệt được đưa vào khai thác và thông xe thì việc di chuyển xe từ hướng cầu Ông Lạnh về đường Pasteur rất thuận lợi, không đi vòng qua cầu Cam Mét và vòng qua quận 4. Trên công trường thì quý vị và các bạn có thể thấy xe chở nhựa đường và xe để trải nhựa đường đang đậu phía bên dưới. Dự kiến thì vào ngày mai, lớp nhựa đường thứ 2 của tuyến đường song hành Võ Văn Kiệt sẽ được trải thảm. Như quý vị và các bạn đã biết thì trước kia, phía trước hầm vượt sông Sài Gòn là nút giao Ký Con và Võ Văn Kiệt. Lưu lượng các phương tiện lưu thông lớn thường xuyên xảy ra xung đột giao thông nên thường bị ách tắc. Do đó thì quá trình di chuyển mất thời gian gây ùn tắc phía đường Võ Văn Kiệt. Sau khi đường song hành Võ Văn Kiệt hoàn thành thì các phương tiện có thể đi thẳng, hạn chế ùn tắc. Có thể thấy thì từ năm 2020 tới nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi rất nhiều khi hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm đến các dự án bất động sản được xây dựng cũng như là các dự án đã bỏ hoang trước kia được hồi sinh trở lại. Điều này thì sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh và tăng cường kết nối giao thông các khu vực với nhau nhằm phát triển thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vươn xa. Video cập nhật về tình hình của dự án Sài Gòn One Tower và tình hình tiến độ của dự án đường song hành Võ Văn Kiệt của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.